Hello, what's up? Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Shin đây và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì sau một tuần mình không quay video thì hôm nay mình đã quay trở lại với thử thách 24 giờ. Thật ra không phải đâu. Hôm nay mình sẽ là thử thách 24 giờ cho thằng Núp, nhưng mà chỉ là video cho bình thường thôi, nên mình sẽ tắt cái logo này đi. Hey, ok, nếu các bạn thích video này của mình thì nhớ để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video cho mình, và nhớ qua channel của Núp, đó chính là Huy Núp, thì đăng ký cho Huy Núp để cho Huy nút lên 300 ngàn nha. Ok, thì nếu bây giờ thì mình tập này thì mình sẽ chôn thằng nút bằng cái gì đây, thì các bạn cùng xem hết video nhé, và đừng quên lắc cái chuông bên cạnh nút đăng ký để tiện theo dõi những video mới nhất từ mình. Ok, bây giờ mình sẽ đi kiếm thằng nút. Hình như mình mới thấy nó ở trong này kìa, nó nhìn làm gì vậy? Ngủ à? Chắc chắn một đấy. Nếu quên sẽ kiếm cái đây nó mới sợ. Nộp nó bay, nó bay ta đây nữa bôi nô đi ta lại không hay ta đẹp trai không? Chữ tử rồi sẽ cầm kiếm tao chém mình nè, khốn nạn. Vậy vậy này tao đánh lộn mày. Đâu mày, đâu tao, mày cầm cái kiếm gỗ đánh lộn nè, cầm đi nha. Cho mày ăn cây nè, vô không cần, không cần, vô nhanh lên, tao mày đánh lộn, cầm cái kiếm lên. Được, mày sẽ... mày mày ha, nó bị đứng rồi chị đó. Chạy nè, chạy nè, chạy, chạy, mày chạy đâu? Chạy nè, chạy nè. Đứng lại. Ăn chưa? Nè con, nó cho mày coi nè. Anh ra đây luôn á. Tao qua không được. Quỷ nó, cứu tao. Đội. Hay lắm. Mày đâu? Nó kìa. Đâu hả? Một giọt. Rồi xong. Xong luôn. Ok, thì ơi, núp núp ơi. Trời ơi. Ta nghe nói là bữa già mày đi đâu chơi đúng không? Đi chơi Simi rồi đúng không? Sướng lắm. Chào, có liên quan gì không? Nghe nói bữa mày đi chọc cây đòn đúng không? Chọc cái gì, có chọc đâu? Chọc không? Không, không có chọc gì hết á. Thì bữa giờ đi đâu sao tao không thấy mày? Làm đi tao chơi đâu? Làm tao quay video không được à? Anh em đợi mày thì người ta chỉ muốn coi của núp thôi. Coi nào, trời ơi, lẹ vậy vậy. Bây giờ tao sẽ thôi. Okay. Mày giờ mày ngủ tiếp đi. Vậy vậy. Tao sẽ ngủ à. Ấy da, sao tao chóng mặt rồi? Tôi có bị chóng mặt nè. Ủa sao tao bị gì vậy? Mày chỉnh gì rồi núp? Ai biết được. Quỷ núp này nó chỉnh lâu chỉnh bậy. Ok, thì bây giờ mình sẽ cho thằng núp bằng căn hầm chứa bà ngoại ma. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống đi ở đây. Liệu cái hầm này có thể mình có thể dùng được nữa hay không? Ở hồi ở tập trước thì mình có cái gì vậy bạn? Thôi, mình sẽ cho nó bằng hùng xốp đi. Hùng xốp chứa chứa bằng ngoại ma trong chổng. Nó sẽ thằng này nó ngu lắm, nó khoái đi vô cái nào bậy bạ lắm. Mình sẽ đặt hùng xốp đâu đây? Sẽ bay qua này đi. Thôi, ở đây xa nhà quá, sợ nó không lại đâu. Mình sẽ đập đập cái đường này. Đó, cái đường này nó dư thừa nè. Thì mình sẽ đập nó đi, thì xong mình sẽ đào bỏ vào ngoại ma trong cái hùng xốp đó, sau khi nó đi vô thì nó sẽ chết. Xong rồi, bây giờ mình sẽ đặt hùng xốp ra. Đó, đây hùng xốp của mình. Giờ mình xây hùng xốp nha. Các bạn chuẩn bị coi mình xây hùng xốp nè. Đó. Thùng xốp phải bự, tại vì thằng núp mà cho thằng núp nó chạy chạy vòng vòng nên nó mới vui. Ok, let's go. Rồi đó, mình sẽ xây bự như vậy đi. Đó. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ xây cho cái này nó cao lên. Hai bên cao gì được chưa ta? Bớt đi. Bum. Bum bum bum. Bum bum. Bum 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 bum. Ok, thì mình sẽ edit cho cái chỗ này nó lẹ xíu, thì các bạn bữa mình cũng có chỉ thì các bạn cũng biết rồi.
Mình chỉ cần đặt cao tới này thôi, đặt cục này, đặt cục này. Bùm, đánh dấu á các bạn, đánh dấu mỗi chỗ nơi là được. Đó là mình sẽ chỉ cái này mình làm vậy cho nó nhanh. Bạn nào không biết thì các bạn có thể xây bằng tay bình thường thì nó có thể ra được như vậy. Đó, tại mình làm cái này cho nó nhanh, tại vì video có hạn, thời gian có hạn nên mình phải làm lẹ. Để thời gian còn cho nút nó vô, nó trải nghiệm nữa. Rồi, ok. Sau đó mình sẽ lắp hùng xốp lại bằng cái block này. Sẽ đặt cao lên block. Đó. Sau các bạn lại này, bạn nữa, đánh dấu này, đánh dấu này. Rồi, xong set thôi. 5.2. Bùm. Đó, thế là xong. Rất là đơn giản, ta đã có một cái hùng xốp đúng không? Bây giờ mình sẽ mình sẽ đặt đây nè. Mình sẽ ghi là lâu đài bánh quy. Nó vô nó mới thú vị. Rồi, ok. Hay đấy. Rồi, đập cái này ra. Cái này gì đây? Đập luôn. Đập đi. Cho nó chống bớt để có gì mình có thể cho được nút nữa. Rồi, đập cái này lại. Sau đó mình sẽ cái này ra. Đó, khi nó đi vô được tới đây thôi, nhưng mà nó khó ra không được tại vì không có cái đồ này. Khi nó đi vô này nó sẽ tối quá. Mình sẽ đặt đèn vô. Mình không thấy đường để mình đặt đèn luôn các bạn ơi. À đây. Nó hơi tối nha. Đó, các bạn thông cảm vì cái khúc đó nó hơi tối. Rồi, sau khi các bạn đặt đèn hết như này, sao các bạn đặt đèn thêm chỗ này nữa. Chỗ này nữa. Để cho nó sáng đều lên. Chứ tối quá thì nó khó thấy lắm. Rồi. Sẽ làm kinh dị đó, sẽ rất kinh dị. Bà ngoại ma mà mình còn chưa lấy skin nữa, mình một chút mình sẽ đi lấy skin. Rồi, úi giời ơi. Kiểu này thì thằng nút nó xong đời nó rồi. Rồi rồi. Bây giờ mình sẽ làm thêm cái cửa màu đen nữa, tại vì mất công nó nhìn vô nó thấy. Đó, rồi, ok. Mình sẽ ghi cái bảng là ở đây có rất là nhiều bánh, đó, muốn có bánh vào trong. Mình sẽ đặt cái bảng đồ ra nè, để các bạn chỉ cho các bạn cách để dụ được thằng nút. Nó là lấy cái bánh quy nè, đó các bạn đặt lên nhiều lên. Rồi, ghi ở đây là vào trong sẽ có bánh quy. Rồi, mũi tên nha, nó chỉ vô đó. Lâu đài. Mình sẽ ghi là lâu đài bánh quy để cho cuốn hút nó hơn. Đó. Đó, mũi tên vô các bạn. Rồi. Đó. Đặt cái này đi để cho nó đi vô. Ok, bây giờ mình sẽ lên để tìm skin bà ngoại ma mà. Ê khoan, mình sẽ cần đi lấy một cái con NPC của NPC để có thể cho được nút rồi đó. Thôi chết, mình lỡ xóa. Ý, như còn. À, không phải. Bây giờ mình đi tìm trong những căn hầm này, nó sẽ có một cái skin của cái con gì đó. Đây. Rồi, ok. Mình sẽ đặt hai bà ngoại ma trong chổng thôi là đủ chết rồi. Nước bị đánh bởi bà ngoại ma. Rồi, một. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi tìm skin để có thể cho được nút. Ok, let's go. A few moments later. Ok, thì các bạn ơi, mình đã quay trở lại ở đây. Mình đã lấy được một cái skin của bà ngoại ma. Ở tập trước, ở trong cái video của Kairon ấy, thì Kairon có thấy được bà ngoại ma nên đã cố gắng nhốt bả trong một cái đường link. Bây giờ nó lại sợ nha, phải bắt vô được. Đây là phải không? Đấy. Ghê chưa, bà ngoại ma. Không biết nữa, không biết tại sao gọi là bà này là bà ngoại ma nữa. Nhìn không thấy giống bà ngoại tí nào á. Nhìn ghê lắm. Bây giờ mình sẽ trang trí vô hòm các kiểu rồi vô cho nó kinh dị. Cái này phải cái hòm không? Đúng rồi. Đó, để cho nó nằm vô tường đầu sọ rồi các kiểu. Đó, bên đây gặp nó. Đó, úi dồi, đấy, mình sẽ thêm cái bộ xương rồi vô. Cho nó có sợ các bạn. Khi nó mở được tủ này thì thoải mái không thấy nó tích tích thường tầm thường này. Mình sẽ đặt nhiều cái bộ xương lên để cho nó có sợ. Đúng rồi. Mình sẽ đặt thêm vô. Rồi, đi thôi. Bây giờ mình sẽ đặt vô đi. Đó, được rồi. Bây giờ mình đẹp rồi. Không phải, mình sẽ lấy cái này. Mình sẽ đặt hai ba luôn. Đấy, con mắt phải đỡ chót kìa. Bây giờ mình sẽ chỉ máu này vô cho nó tìm vị xíu thôi.
Dạ, giờ cái tội đó bảo giả đó không có máu thiệt đâu, nên anh em nào sẽ cùng biết qua nha. Rớt, rớt, cố lên, cố lên, mình sẽ chịu cái này, không chẳng chuyện gì ơi. Rớt, chết, ôi giời, cái chuyện này nó thấy đó, khổng nạn quá đi. Đặt cái này ra, mình sẽ làm cho cái thùng xốp nó bị nứt đó các bạn. Đấy, đây là cái cách mà làm cho nó nứt nè. Hay da. Đó, mình sẽ đặt nhiều vô. Đó, kinh dị chưa, kinh dị chưa. Ý, cái này mình phải đặt ngang cho nó hay hơn. Rồi, được rồi, let's go. Bây giờ mình sẽ đi ra. Đỡ nút. Ôi chết, mình chưa. Mình lỡ đi vô này là mình không ra được, mình phải game up 3 ra. Đó, sao mình game up 1 lại được. Đúng giờ đó. Bây giờ đi qua kiếm nước rồi đó. Nước à, nước ơi. Nước à. Chưa, mình quên. Ừ ha, mình sẽ dụ nó bằng cái này. Nước ơi. Nước ơi. Thông báo cho mình tin vui nè. Trời ơi. Tự nhiên, ơi cái này nó nhảy xin đóng cửa lại đi. Tao mới lụm được quá trời bánh quy luôn. Cho mày. Ừ, tự nhiên tao thấy trong đây nè mày, trong đây nè. Trời ơi, tao mới đi chỗ tao lụm quá trời luôn mày. Nè đi theo tao đi, tao sẽ rải cho mày đi. Tự nhiên quăng ra anh gì quăng ra chứ. Tao nhiều lắm mày, nè. Trong cái lâu đài này nè. Nè, thấy không? Ở đâu đây hả? Đó không biết nữa, ở đâu nó hiện ra mày. Nè, vào trong sẽ có bánh quy. Đó, ghê không, ghê không? Ê, từ từ. Không, trên trọng. Cái gì, mày thấy cái gì trọng, thấy gì ghê không? Ghê. Mày thấy gì trọng? Mày thấy cái gì ở trọng mà mày thấy cái gì ở trọng? Không, nhưng mà thấy gì ghê lắm, giờ thử đi. Tao có gì ghê đâu, bình thường mà nè. Đẹp mà. Gì? Cái gì đâu nè, tao đang ở trong đây nè, vui lắm. À, cảm ơn bà đã cho con bánh nha, cảm ơn. Ủa, bà đánh nó kìa. Dạ đi. Dạ đi. Ủa. Ngu. Ủa xin, ủa sao bà ngoại đánh nó kìa. Cái đó là bà ngoại mà đó nước. Ôi, nãy giờ xin cho nó hả? Có đâu, bà này, tao đâu biết đâu. Mày, rồi. Mày đứng cái bên cái mộ kìa, xác ướp gì búa xua kìa. Rồi, xong rồi con, rồi, úi rồi. Nữa nè. Làm gì, không có đặt ra được. Liêu, rồi, chết luôn. Xin này. Làm gì vậy? Chỗ nó đây à. À, chỗ nó đây mà nè. Đập nè. Mày đập á. Chạy. Trời ơi, xin cho nó hoài không chơi không? Thế mày đấy vậy. Hello. Hello. Ủa, tao chẳng có bánh quy mà sao tao nhận được bánh quy mày? Mày làm sao mà bá tức giận, bá chửi mày con? Bá đánh mày á. Phải tao, phải cho tao. Phải cho tao được. Cho say luôn. Rồi, ngay dạ, nhức đầu á gì vậy? Đập ra đi khốn nạn này. Đập đi. Đập cũng vậy à. Giờ tao đập rồi. Gạt. Núp à. Mày đâu ơi? Được. Mày dám chửi tao ư? Tao sẽ tao bê mày vô đây khốn nạn mày. Ôi. Chết đi. Ôi trời ơi. Tao sẽ tao bê mày vô đây khốn nạn mày. Ôi. Chết đi. Ôi trời ơi. Chết đi. Ôi trời ơi. Làm bánh hùng thớt của tao rồi. Mày thì nám vợ với nấm hả? Quỷ, mẹ tao nha, mày học được lõm công căng vậy. Thấy chưa, nó đã học được từ chị Jimmy đó, đánh biết điều đi. Rồi, bà ngoại ma chết luôn rồi, chạy thôi. Nó hay quá các bạn ơi. Mọi người cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi video này của mình. Nhớ để lại cho mình một like, một share để ủng hộ video cho mình. Và mới cho channel của Huy Nút để ủng hộ cho Huy Nút nha. Và ok nhất để comment tập sau mình sẽ cho nó nút về. Về. Cái gì nha. Ok. Ôi cái giá. Bay lên nè, bay được không?
Ok, bye bye.